Như vậy đối với lại cái bài lab của mình dựa trên cái cấu trúc mà phân vùng như vậy thì chúng ta sẽ phân tích cái slide này tí xíu, ở đâu là row và ở đâu là column để chúng ta dễ làm. Như vậy thì đối với lại cái bài này của chúng ta thì cái vùng này chúng ta sẽ chia như thế nào? Một row, hai, ba, bốn row. Chỗ này chúng ta có bốn row. Và riêng trong cái row số 3 này nè thì mình sẽ có gì? Một column, hai column, mình vẽ ở trên đi. Rồi, cái này là một column, hai column. Như vậy bên trong này mình sẽ có column. Và độ rộng của các bạn đoán là nhiêu? Ở đây nè, ở đây là 66, 48, thì mình cho cái này là 4 đi. Cái này là 8. Như vậy mình đã có cấu trúc của cái form này chưa? Của cái layout này. Và bây giờ mình code theo cái layout này. Được không? Rồi, bây giờ mình sẽ có. Và mình sử dụng Bootstrap. Được chưa? Đây. Đó. Và thầy sẽ gửi cái cấu trúc này cho các bạn. Bạn chat của chúng ta. Vue.js. Rồi gửi lên đây chung luôn đi. Chỗ này là lab 1 bài mấy đây? Bài 1 đúng không? Lab 1 bài 1. Mình sẽ phân tích cái cấu trúc của nó là như thế. Lab 1 bài 1. Và chúng ta sẽ code bằng cách chúng ta sẽ tạo ra một cái folder mới là lab 1. Ở đây L3. Chúng ta sẽ tạo ra một cái folder lab 1. Và thầy sẽ mở lại cái folder, open folder, thầy chọn là L3, select, là trong đó nó có cả lab 1 và slide 1. Như vậy thì trong cái thằng slide 1 là mình có hai cái folder CSS và JS, còn đối với lại cái này mình chỉ cần cái đoạn này thôi cho nó nhanh. Lab 1, new một cái file. Mình để là index.html. Rồi mình dán cái này vô. Chỗ này bạn sẽ đổi lại cho thầy lab 1. Được chưa? Rồi mình sẽ xóa cái phần này đi. Mình có cái container thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình viết code cho cái phần này. Như vậy thì trong cái lab 1 của mình chỉ có mỗi cái file index.html thôi, không còn cái gì khác hết. Được không? Không còn gì khác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu code nè. Và hồi nãy mình phân tích ở bên này là của mình có một cái head này là một row, hai row, ba row, bốn, bốn row. Trước tiên thì các bạn cứ làm theo cái mình đang học cho đã nha. Tí nữa mình dùng hit và footer sau. Bây giờ mình làm đang cái mình đang học. Như vậy thì ở chỗ này trong cái bài lab của mình, người ta hướng dẫn các bạn làm ở đây. Mình sử dụng hit riêng, mình sử dụng footer riêng. Nhưng mà thầy đang ví dụ cho các bạn là row và column. Cho nên mình code khác cái chỗ này. Được không? Mình có rất là nhiều cách. Cách của bây giờ là mình đang sử dụng row và column. Như vậy thì thầy sử dụng div của thầy là row và nhân mấy? Nhân 5. Rồi. Như vậy tiếp tục cái dòng thứ 3. Đây có 4 rồi chứ đầu nhân 5. 1 2 3 4 nhân 4 thôi. Dòng thứ ba của mình có hai cái column. Rồi, như vậy thì chỗ này mình bỏ bớt cái
dòng thứ ba mình sẽ có hai cái column. Thứ nhất là div chấm column, div chấm column. Rồi, gì nữa? Div chấm column. Và trong cái column này của mình thì mình sẽ có thêm là mình sẽ xài cái gì? Column trừ SM trừ 4. Được chưa? SM trừ 4. Rồi. Tiếp tục. Mình sẽ có tiếp một cái trừ trừ 8. Nếu như mà mình để như vậy, mình sẽ không thấy được nội dung. Mình sẽ không thấy được cái hình dáng của nó. Mình rất là khó thấy. Mình thêm chữ vô. Header, NVA, rồi slide bar, min, con, rồi footer gì đó. Ví dụ như cái đầu tiên. Header. Cái tiếp theo. Cái dòng thứ hai. N, A, V. Cái thứ ba chỗ này. Slide bar. Cái tiếp theo chỗ này. Content. Cái tiếp theo là cuối cùng. Footer. Rồi. Bây giờ mình chạy thử, mình xem thử kết quả nó có giống vậy không. Rồi, nó có giống không? Ừ. Giống không? Không. Đúng không? Lý do tại sao không? Ừ. Lý do tại sao không? Bootstrap có rồi đó. À, chưa có màu. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu. Ha, sử dụng màu để mà mình thấy được. Thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy cái màu. Một số cái chuẩn màu. Thì màu của mình nó ở đây. Thứ nhất là màu text. Thứ hai là các bạn sẽ có cái màu liên quan đến nền. Đây, màu liên quan đến nền. Một số cái màu cơ bản. À, như vậy thì các bạn có thể search một số cái màu của Bootstrap. Bây giờ thầy sử dụng cái màu thứ nhất cho cái thẻ đầu tiên, round, thẻ đầu tiên. Cái màu thứ hai cho cái thẻ tiếp theo. Cái màu thứ ba cho cái này mình không có round mà mình xài vô cái column này luôn. Màu thứ tư. Và màu thứ năm. Secondary. Lưu lại. Thấy màu chưa? Rồi, vấn đề của mình ở đây là gì nữa? Cái khoảng cách. Khoảng cách. Cái độ cao á. Độ cao nó chưa có. Vậy thì mình thêm vô cái phần này độ cao. Độ cao, độ cao, độ cao. Thì ở phía dưới chúng ta sẽ có B, B2, B2, B5, B5 và B3. Rồi, cứ thêm vào đi. Cứ thêm vào. Mình sẽ có cái round đầu tiên là B2. Lưu cái coi. Rộng chưa? Rộng rồi đúng không? Rồi. Đó, rộng rồi. Tiếp tục cái round thứ hai mình sẽ có B2. Lưu cái coi. Rộng rồi. B tiếp theo mình sẽ có B-5. Rộng chưa? Rộng rồi. Ở đây
mình có B trừ 5 canh giữa luôn. Được chưa? Rồi tiếp tục cái cuối cùng B trừ 3. Rồi. Như vậy mình đã xong phần đó, style cho nó để mình làm một cái layout. Thì bây giờ đối với cách mà của mình đang dùng row và column để mình chia cái layout này thì có cách khác. Mình làm theo lab thì mình dùng hit, footer, section thì cũng y chang vậy thôi. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình làm theo kiểu của lab. Theo kiểu của lab, mình code lại theo kiểu của lab tí xíu. Y chang cái này luôn. Mình code xuống dưới này giúp thầy. BR để cho nó xuống dòng một cái. Nó tách biệt hai cái layout ra. Cái layout ở trên là mình dùng row và column. Bây giờ cái layout ở dưới mình dùng theo cách mà trong này hướng dẫn là header, nav, section và footer. Và từ đây trở đi thì các bạn tạo ra một cái cấu trúc của một cái trang, các bạn dùng theo cấu trúc này. Hit là hit, footer là footer, nav là nav, để mình phân biệt từng vùng. Và với cái vùng đó người ta để cái tiêu đề bên trên, cái đầu đề của web chứ không phải là cái title nhé. Và cái vùng nào mà liên quan đến menu là nav, vùng nào liên quan đến body thì mình bỏ trong cái section đó cũng được, cái selection đó. Còn vùng nào mà đến cái chân trang thì mình bỏ vô cái footer. Rồi, như vậy nó có định nghĩa sẵn. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái header. Hit ha. Header. Thì trong cái header này các bạn thấy người ta để là gì? Class row primary P2 y chang như cái mà của mình là div thôi, không có gì khác. Nhưng người ta dùng thẻ là header. Không khác gì cái div cả. Nhưng người ta dùng thẻ header thì mình dùng header. Được chưa? Như vậy thì cái nội dung này của chúng ta các bạn có, thầy có. Tại vì không có gì mới ở đây cả. Được không? Có vô nó xấu quá. Click chuột phải. Làm gì? Format document. Chỉ đường cho Hưu chạy luôn nha. Mà hôm sau mà Hưu mà chạy tầm bậy là trừ điểm nha. Chỉ rồi đó. Chỉ rồi đó mà hôm sau mà xấu là trừ điểm á. Đây. Thấy không? Thấy chưa? Có gì khác không? Đấy. Cái này là mình đương để nó nằm ở bên này nó gọn nè. Còn cái này là hit. Là nó rộng ra phía này. NAV rộng ra full trang. Mặc dù là mình đang bỏ ở đâu đây? Mình đều đang bỏ ở đây. Nhưng mà mình không bỏ trong container. Cho nên nó không có container. Vậy thì mình muốn cho nó đẹp, mình phải làm gì? Mình bỏ vô một cái div container. Và mình đưa cái này vào bên bên trong một cái container. Được chưa? Nó nằm bên trong một cái container. Đẹp chưa? Được không? Đó. Là cái class container của mình. Là nó chừa hai cái biên. Chừa hai cái biên cho chúng ta. Như vậy thì với cái layout này mình có thể code bằng cách là mình đưa từng cái div một. Hoặc mình code bằng cách là mình đưa thẻ header, mình đưa thẻ nav, mình đưa thẻ footer để mình phân biệt các vùng. Được chưa nào? Như vậy mình đã làm xong lát một bài một chưa? Rồi. Thầy ơi, em làm rồi, chấm điểm được rồi đó. Được không? Easy ha. Khá là easy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ giúp thầy
làm việc tiếp theo đi, là cứ có hai cái này xong các bạn lại copy cái này bỏ lên trên giúp cho thầy. Rồi, và bây giờ mình bỏ lên đây thì từ từ nhé. Các bạn thay vì bỏ lên đây thì thầy sẽ ghi chỗ này lab 1 và các bạn bỏ cái lab 1 lên đây. Bài 1. Lab 1 bài 1 và chỗ này chuyên bỏ lab 1 bài 1 thôi. 00 BS 19300. Quang Bình. Đấy, chuyên lắp 171, không bỏ thư khác.